không? Cuộc sống của một sinh viên thì khi mà học xong rồi năm nhất đại học này, được 2 này, từ năm 3 này đến 4 này, thế thì từ năm nhất năm 4 mà sẽ đi làm. Như vậy thì để đi làm ấy thì phải đi xin việc hoặc là tìm việc. Vậy thì ở trong lĩnh vực tư nhân ấy, để đi tìm việc, ứng tuyển công việc thì chắc chắn phải viết được CV. CV nó gần như kiểu là cái bản tóm tắt giới thiệu những đặc điểm tốt nhất của bản thân để phù hợp với cái công việc và cái nghề mà mình đang muốn đi ứng tuyển này. Đó. Như vậy thì ở đây một ấy, về định nghĩa hoặc là ý hiểu, định nghĩa hoặc ý hiểu về CV thì CV nó chính là bản tóm tắt về bản thân. Cho nhà tuyển dụng, với nhà tuyển dụng thế thì làm nào để viết được một cái CV này, một số lưu ý ở trong cái CV này thì mình sẽ cùng tiếp tục là tìm hiểu ở trong những cái bài tiếp theo. Còn đầu tiên ở đây là phải hiểu được CV đấy. Như vậy một cái bản tóm tắt về bản thân ấy thì sẽ không thể dài được, đúng không? Chỉ tóm tắt ở trên một tờ A4 thôi, mà trên tờ A4 này sẽ phải có được những cái thông tin cơ bản nhất. Đó là gì? Thứ nhất là thông tin cá nhân, như là tên, tuổi, địa chỉ nơi ở này. Cái thứ hai là đối với sinh viên mới ra trường ấy thì sẽ phải có về thông tin về ngành học bạn, thông tin ngành học ví dụ như là tên này, tên ngành này, tên trường này, tên ngành, tên trường, rồi là ngay cả cái học nhé. Cái thứ ba này là nói về những cái kinh nghiệm bao gồm là làm việc này, chính là part time đó, làm việc này, cả kinh nghiệm làm việc nhóm này, nói chung là những cái thứ kinh nghiệm này nó liên quan đến cái công việc muốn tìm này thì sẽ được đưa vào chỗ kinh nghiệm này. 4 là phần kỹ năng hay là năng lực. Là gì? Tức là liệt kê ra những cái yếu tố mà tự bản thân của bạn thấy là gì, tại sao tôi lại phù hợp cho cái công việc này. Ví dụ năng lực như là ngôn ngữ như là tiếng Anh này, đúng không? Kỹ năng năng lực về
Office này, như là Word này, Excel này, wow, máy tính này, năng lực về xử lý vấn đề này, hoặc là kỹ năng xử lý vấn đề, rất nhiều thứ. Cái số 5 này. Cái số 5 đó chính là gì? Đó chính là người tham chiếu. Người tham chiếu. Người tham chiếu là gì? Người tham chiếu tức là những cái thông tin ở mục số 3 này này, số 4 này. Thì do ai làm chứng? Cái này thì ở Việt Nam là rất là ít, vì có mấy khi bạn đi làm part time về bưng bê hoặc là quét dọn hoặc là thu ngân mà, thì CEO của cái quán đi đến làm chủ và chứng minh năng lực cho bạn học không. Ngoài ra đây là 5 cái yếu tố chính của một cái CV cho một cái người sinh viên mới ra trường. Ngoài ra nhé, còn một cái rất quan trọng ở trên này nữa, gọi nó là cái số 0. Đó chính là gì? Đó chính là vị trí ứng tuyển. Ví dụ như là nhân viên là sản xuất. Có nghĩa là bạn viết cái CV này gửi cho người ta để làm gì ấy, thì người ta mới biết là gì. Dựa trên cái nhu cầu là cái ước muốn của bạn ấy, thì người ta mới biết là gì. Người ta mới biết là sẽ tuyển bạn vào công ty để làm gì, đúng không? Tuyển bạn để làm gì? Thì từ cái chỗ này người ta biết được là tuyển bạn để làm gì này, người ta sẽ lại căn cứ vào các thông tin cá nhân của bạn ở đây. Để cuối cùng là gì? Cuối cùng là ta đưa ra được cái kết luận. Kết luận là bạn có pass hay là bạn có đỗ cái vòng CV. Thì khi mà bạn đỗ được vòng CV này, ước mơ tiếp theo của bạn mới đến là gì? Mới đến là phỏng vấn trực tiếp. Thì đây nha, kết luận lại như sau nhé. Học hành vất vả rồi, từ đây rồi, học hành vất vả. Thì trước khi đi làm ấy, có một công việc ấy, bạn sẽ phải tìm việc. Từ tìm việc thì bạn sẽ phải viết một cái tờ CV. Tờ CV này thì nó sẽ có các thông tin cơ bản về thông tin cá nhân này, thông tin ngành học này, kinh nghiệm làm việc này, kỹ năng năng lực này, người tham chiếu này. Trong đấy quan trọng nhất là bạn xin để làm việc gì, bạn muốn ứng tuyển thi tuyển vào việc gì. Và khi người ta đưa ra được cái kết luận này, nghĩa là bạn đã pass, thì bạn đã qua vòng CV, thì người ta mới đến phỏng vấn trực tiếp. Ở phỏng vấn trực tiếp thì khi này người ta sẽ đánh giá về là tức là người ta sẽ một này, sẽ đấu trí một để tìm hiểu xem là bạn có thật sự là cái người mà phù hợp với người ta không, và cũng để kiểm tra lại này, những cái gì mà bạn viết ở trên này nó có đúng với thực tế hay không, hay là bạn viết sai thực tế. Thì trong phần tiếp theo trong CV, ví dụ thông tin cá nhân này, thông tin ngành học hoặc kinh nghiệm làm việc, sẽ phải có một số cái
lỗi mà thường gặp, thế thì làm nào để tránh nó. Thế thì phần tiếp là phải đưa ra được, phải hiểu được những cái lỗi sai của bạn để tránh. Từ đây tránh được thì có nghĩa là cái khả năng mà bạn qua được cái vòng CV này, cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ cao lên, thì bạn sẽ có được cái cơ hội là gì? Cơ hội cho cái phỏng vấn trực tiếp. Thì bài tiếp theo sẽ là hướng dẫn chi tiết về chia sẻ thông tin cá nhân này.